Xin chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Quan chức Iran hé lộ kế hoạch tấn công bất ngờ trả đũa Israel. The Independent đưa tin các tướng lĩnh cấp cao của IRGC đang thúc đẩy tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa trực tiếp vào những căn cứ quân sự ở Tel Aviv và các thành phố khác của Israel nhằm đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào tháng 7 vừa qua. Tổng thống Masoud Pezeshkian đang tìm cách để tránh rơi vào một cuộc chiến toàn diện với Israel và thay vào đó muốn nhắm vào các căn cứ ẩn của cơ quan tình báo Mossad của Israel đặt tại các quốc gia quanh Iran. Một trợ lý của ông Pezeshkian nói rằng Tổng thống Iran đã đề xuất nhắm mục tiêu vào một nơi nào đó liên quan đến Israel ở Azerbaijan hoặc Iraq và thông báo cho những nơi này biết trước để giải quyết toàn bộ vụ việc. Tuy nhiên, một quan chức IRGC nói với tờ The Independent rằng các thành viên trong lực lượng này đã thảo luận về cách phá hoại những nỗ lực trả đũa tiềm năng của ông Pezeshkian. Quan chức này cho biết mối quan tâm hàng đầu vẫn là tấn công Tel Aviv cùng với Hezbollah và những lực lượng khác cùng lúc. Tổng thống Iran được cho là đang đấu tranh với các nhà lãnh đạo cứng rắn của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, nhằm kiềm chế quy mô trả đũa Israel. Trong diễn biến liên quan, Hezbollah hôm 10 tháng 8 đã triển khai một số máy bay không người lái chứa thuốc nổ vào miền Bắc Israel để đáp trả cuộc không kích của Israel giết chết một chỉ huy Hamas ở Lebanon. Hezbollah cho biết họ đã nhắm vào căn cứ quân sự Mis'alon gần Maha, nơi mà nhóm này tuyên bố là lực lượng phòng vệ Israel IDF sử dụng làm nơi tập kết và là kho đạn dược. IDF xác nhận rằng một số máy bay không người lái chứa thuốc nổ đã được phóng đến, khiến còi báo động ở nhiều cộng đồng phía Bắc vang lên. Theo IDF, một trong những máy bay không người lái đã bị phòng không chặn lại, trong khi những máy bay khác tấn công các khu vực ở miền Bắc Israel gây ra thiệt hại. Không có thương vong nào được ghi nhận trong vụ tấn công. Tuy nhiên, một trung tâm điều trị và phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật đã bị tấn công và hư hại nghiêm trọng. IDF cũng cho biết họ đã thực hiện một loạt cuộc không kích ở miền nam Lebanon hôm 10 tháng 8 nhằm vào các địa điểm và lực lượng Hezbollah. Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ đến Trung Đông gửi cảnh báo cho Iran. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM thông báo hôm 8 tháng 8 về sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu F-22 tại khu vực chịu trách nhiệm của mình khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. CENTCOM cho biết các máy bay chiến đấu F-22 là một phần của hoạt động tăng cường sự hiện diện của lực lượng Mỹ trong khu vực nhằm giảm thiểu khả năng leo thang căng thẳng. CENTCOM đã thông báo về sự xuất hiện của F-22 trên mạng xã hội X, nhưng không tiết lộ có bao nhiêu chiếc F-22 được triển khai hoặc chính xác chúng hạ cánh ở đâu trong khu vực. Theo Trung tướng về hưu David Deptula, F-22 gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến Israel vì chúng có thể hoạt động trong không phận Iran mà Iran không hề hay biết. Chúng không chỉ thực hiện các hoạt động không đối không mà còn có thể bí mật do thám, trinh sát và có khả năng ném bom. Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông sau hai vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh vào ngày 31 tháng 7 tại thủ đô Tehran, Iran và chỉ huy cấp cao Hezbollah Fuad Shout tại Beirut, Lebanon. Theo Bloomberg, Mỹ đã ra lệnh triển khai nhiều lực lượng đến gần Israel trong bối cảnh lo ngại Iran sẽ tấn công nước này bất cứ lúc nào để đáp trả vụ giết hại nhà lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran. Mỹ cho biết họ không biết và không liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Haniyeh, đồng thời kêu gọi Iran và Israel không leo thang xung đột trong khu vực. Tuy nhiên, Washington cũng tuyên bố đã chuẩn bị bảo vệ Israel khỏi các cuộc tấn công từ Iran và sẽ triển khai thêm các khí tài đến Trung Đông. Đây là đợt triển khai F-22 lớn nhất kể từ khi chúng đi vào hoạt động vào cuối năm 2005, theo Rebecca Grant, nhà phân tích sức mạnh không quân tại Viện Lexington ở Arlington, Virginia, Mỹ. Nhà phân tích này nhận định, việc triển khai F-22 đồng nghĩa với việc vấn đề này nghiêm trọng và có khả năng các lực lượng lớn sẽ hoạt động ở nhiều địa điểm cùng với các đồng minh. Nhóm Hezbollah tấn công trả đũa vào căn cứ quân sự Israel. Hezbollah vẫn tiếp tục các cuộc đụng độ gần như hàng ngày với Israel bên kia biên giới. Hezbollah hôm 9 tháng 8 đã nhận trách nhiệm thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào Israel, bao gồm tấn công vào các tòa nhà mà quân đội sử dụng ở thị trấn Doeb và Al-Manara, miền bắc Israel, và phóng tên lửa vào một căn cứ quân sự ở Kiryat Shmona. Hezbollah bắt đầu tấn công các căn cứ quân sự ở miền bắc Israel một ngày sau khi xung đột ở Gaza nổ ra hôm 7 tháng 10 năm 2023. Xung đột chủ yếu chỉ giới hạn ở khu vực biên giới, buộc hàng chục ngàn cư dân Liban và Israel phải di rời tới nơi an toàn. Nhưng vụ ám sát chỉ huy SAC ở vùng ngoại ô thủ đô Liban đã làm dấy lên lo ngại về sự leo thang giữa hai bên. Vụ việc ông Al-Hazi thiệt mạng ở nơi xa biên giới có khả năng sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng
giữa Hezbollah và Israel, Al Jazeera nhận định. Cùng lúc đó, Israel vừa thực hiện cuộc tập kích vào thành phố ven biển Sidon, cách phía biên giới Nam Liban khoảng 50 km, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Cuộc tập kích hôm 9 tháng 8 đã khiến quan chức Hamas Samer al-Hazi thiệt mạng. Ông Samer al-Hazi thiệt mạng khi đang ở trại tị nạn Palestine, Aynan Hiwe gần đó. Hamas sau đó lên tiếng ca ngợi ông Samer al-Hazi là một người tử vì đạo. Quân đội Israel mô tả ông này là một chỉ huy chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công vào Israel từ Liban. Cuộc tấn công cũng được cho là làm bị thương hai thường dân. Hãng thông tấn quốc gia Liban đưa tin các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Sidon hôm 9 tháng 8 để lên án vụ sát hại ông al-Hazi. Israel cũng thực hiện các cuộc tấn công vào các thị trấn và làng mạc biên giới của Liban, bao gồm Kafar Kila và Meiz En-Jaban Makaba. Các cuộc không kích của Israel diễn ra trong bối cảnh Hezbollah tuyên bố sẽ đáp trả vụ chỉ huy Fu Assad bị Tel Aviv hạ sát trong một cuộc không kích vào thủ đô Beirut, Liban hôm 30 tháng 7. Trong khi đó, một chỉ huy vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố sẽ thực hiện mệnh lệnh của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei về việc trừng phạt nghiêm khắc Israel. Căng thẳng giữa Israel với Iran đã lên đỉnh điểm từ ngày 31 tháng 7, thời điểm thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại phòng ngủ ở Tehran khi tới Iran dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Masoud Pezeshkian. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận đã ám sát thủ lĩnh Hamas. Lệnh của lãnh tụ tối cao liên quan hình phạt khắc nghiệt đối với Israel và trả thù cho máu của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh là rõ ràng và cụ thể. Chúng tôi sẽ thực hiện nó theo cách tốt nhất có thể, quan chức IRGC nhấn mạnh. Trong một diễn biến liên quan tới cuộc xung đột ở giải Gaza, theo hãng tin Reuters, các nhà lãnh đạo Mỹ, Ai Cập và Qatar hôm 8 tháng 8 kêu gọi Israel và nhóm vũ trang Hamas đàm phán trở lại trong ngày 15 tháng 8 nhằm hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn tại giải Gaza và thả con tin. Trong tuyên bố chung, ba nước trên cho biết cuộc đàm phán diễn ra ở thủ đô Doha, Qatar hoặc thủ đô Cairo, Ai Cập với một thỏa thuận khung đã có, giờ chỉ còn thảo luận các chi tiết liên quan đến việc thực hiện. Các bên liên quan hiện không còn thời gian để lãng phí hoặc lý do nào để trì hoãn thêm nữa. Giờ là lúc thả các con tin, bắt đầu ngừng bắn và thực hiện thỏa thuận này. Tuyên bố chung khẳng định, các nhà lãnh đạo cũng đề nghị đưa ra đề xuất trung gian cuối cùng để giải quyết các vấn đề còn lại. Theo sau tuyên bố này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận nước này sẽ cử phái đoàn đến dự cuộc gặp trên. Trong khi đó, Hamas vẫn chưa phản hồi. Giới chức Mỹ thừa nhận hiện không có kỳ vọng thỏa thuận sẽ được ký do Israel và Hamas vẫn còn một số bất đồng lớn, nhưng vẫn cần các bên tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán. Nỗ lực thúc đẩy đàm phán nói trên diễn ra giữa lúc căng thẳng Israel-Hamas leo thang trở lại sau các vụ tấn công khiến hai thành viên cao cấp của Hamas và phong trào Hezbollah tại Liban thiệt mạng. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc hôm 8 tháng 8 cho biết nước này đang theo đuổi hai ưu tiên cùng lúc. Đó là thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài ở giải Gaza và Israel rút quân khỏi đó. Ngoài ra, Israel phải bị trừng phạt do liên quan vụ ám sát cựu lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Iran hôm 31 tháng 7. Trong lúc này, theo đài CNN, nhiều nước tại Trung Đông đang hy vọng Iran cân nhắc hủy bỏ kế hoạch trả đũa Israel để đổi lấy thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!